Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhé. Hôm nay shop bơm cao áp của bên em sẽ lên video giới thiệu với các bác hai con bơm máy, một con hàng bình dân và một con hàng cao cấp được các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Đấy, hai mẫu bơm máy được anh em sử dụng nhiều nhất nhé. Đấy, thì trong video này em sẽ làm test đồng thời cả hai con luôn. Đấy, em báo giá và em sẽ test trực tiếp trên hai con này. Đấy, để các bác so sánh xem các bác nên lựa chọn con giá rẻ hay con cao cấp nhé. Các bác nào mà nhiều bác mà muốn chung nhau tiền mua bơm máy để về dùng chung ấy thì các bác cũng có thể tham khảo qua để em xem test thực tế hai con này. Các bác xem cân đối lấy được con nào thì các bác có thể liên hệ cho bên em. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể và báo giá công khai luôn nhé, để các bác không phải chờ đợi lâu. Đấy, em sẽ test bơm ở phần cuối video cho các bác nhé. Đấy, mẫu đầu tiên thì em muốn test cho các bác, em muốn giới thiệu cho các bác về con bơm máy ASEAN trước. Đấy, con bơm máy ASEAN này là một dòng bơm hàng bình dân, đấy, giá rẻ nhất thị trường rồi. Đấy, cũng như là một mẫu bơm bán cực kỳ là chạy trong năm vừa rồi. Đấy, mẫu bơm này của em là mẫu bơm ASEAN. Đấy, mẫu này thì em báo giá công khai luôn cho các bác này. Con này thì em đang bán cho các bác với giá 3 triệu đồng nhé. 3 triệu đồng đã bao gồm tiền ship cho các bác luôn. Đấy, 3 triệu đồng thì các bác nhận được cái gì? Bơm này, một mẫu bơm giá rẻ này thì vẫn đầy đủ chế độ chống cháy nổ cho các bác nhé. Đấy, ốc chống cháy nổ này, rồi máy hút nước này, rồi đầy đủ hết van xả, rồi đồng hồ cho các bác này. Đấy, lọc ẩm thì sẽ là lọc ẩm vàng như này các bác nhé. Lọc ẩm vàng như này. Đấy, máy này thì bên trong vẫn quấn đồng 100% cho các bác. Đấy, đồng hồ báo nhiệt độ để khi các bác bơm, các bác căn nhiệt độ làm sao cho dùng bơm nó bền nhất các bác nhé. Công tắc tắt mở máy này. Đấy, dây nguồn đi kèm đầy đủ hết. Đấy, con bơm này thì nhận hàng thì các bác nào mà chưa biết lắp đặt ấy thì các bác phải liên hệ cho bên em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể hơn nhé. Đấy, máy này thì ở bên trong quấn đồng này và có chế độ bảo hành. Con này thì bên em bảo hành cho bác là 6 tháng nhé, máy ASEAN bảo hành cho bác là 6 tháng. Đấy, thì hôm nay em sẽ test trên cái bình này các bác nhé, và em sẽ test là phần cuối video cho các bác bình 0.42 lít. Đấy, mẫu đầu tiên, mẫu ASEAN, giá thì là 3 triệu đồng. Đến mẫu thứ hai em giới thiệu cho bác là mẫu CNC. Mẫu CNC là một cái dòng bơm cao cấp của nhà CNC các bác nhé, hàng chuẩn chỉ công ty hàng loại một cho bác. Đấy, bơm CNC thì cũng có chế độ chống cháy nổ này, đấy, van xả đồng hồ, và bơm máy CNC này thì nó sẽ là 3 khoang nén các bác nhé. Đấy, 3 khoang nén như máy ASEAN này thì chỉ có một cổ bơm duy nhất thôi. Máy này thì có 3 khoang nén này, nó nén hơi cho bác cực kỳ là khỏe nhé. Đấy, con này thì gần như là con cao cấp nhất trong cái dòng bơm máy rồi. Đấy, máy ASEAN, máy CNC. Máy CNC này thì nhận hàng thì các bác không phải lắp đặt gì nhiều, nói chung là nhà sản xuất họ lắp hết cho các bác rồi. Đấy, nhận hàng thì các bác chỉ việc xoáy cho em cái ống thở dầu và các bác bơm thôi. Đấy, máy này thì em báo giá cho các bác nhé, máy này là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng đã bao gồm tiền ship cho các bác, vẫn đầy đủ công tắc tắt mở đồng hồ báo nhiệt độ cho các bác nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào test trực tiếp luôn hai con này để các bác không phải chờ đợi lâu. Đây thì hôm nay em sẽ test trên hai con bình. Đấy, bình thì cân thì với mức cân là vẫn là 101 nhé. Đấy, đồng trên mỗi bình trong này thì còn 100 cân hơi này, hơn 100 cân hơi. Đấy, van cricket hộp mở các bác nhé. Đấy, combo bình này thì em bán luôn cho các bác với giá là 1.400.000 nhé. Đấy, 1.400.000 cho combo bình này. Đấy, em sẽ test đồng thời hai cái bơm luôn để các bác xem bơm nào lên nhanh hơn. Đấy, các bác có thể từ đấy các bác có thể lựa chọn xem nên mua con bình dân hay con cao cấp các bác nhé. Đấy, đây thì em đã lắp sẵn hai con này vào rồi. Đấy, điện thì em cắm vào rồi. Đấy, máy hút nước thì em đã chuẩn bị một thau nước đây để làm mát bơm. Đấy, bây giờ thì em sẽ bật máy lên nhé. Đấy, các bác có thể lấy đồng hồ ra, các bác đếm giờ xem con nào nó lên nhanh hơn nhé. Đấy, bây giờ em sẽ bật con ASEAN trước các bác nhé. Em vừa test thực tế cho bác ở trên hai con bơm máy này nhé. Đấy thì các bác có thể quan sát kỹ hơn. Đây bây giờ em sẽ lấy ra cho bác xem. Đấy, đồng hồ thì em mới chỉ bơm đến khoảng 37 độ thôi các bác nhé. Đấy, 37 độ cho máy ASEAN này. Đấy, máy CNC thì bật sau
của nó là 34 độ. Ở máy CNC thì em bật sau là 34 độ. Đấy, thì đây con này của em là mới bơm thì nó chỉ khoảng hơn 100 thôi. Bây giờ sau một khoảng thời gian thì em nghĩ chỉ tầm hơn 1 phút thôi. Con Asen thì nó đã bơm được khoảng 100 cân hơi nhé các bác nhé, 100 cân hơi. Đấy, đây đang là 200 rồi, vạch vàng là 200 cân hơi các bác nhé, 200 này. Còn con CNC, đấy, con CNC này thì bật sau cùng và của nó là lên được khoảng 220 các bác nhé, 220. Đấy, thì con CNC này nó khỏe hơn một chút các bác nhé, con CNC này nó khỏe hơn một chút này. Đấy, khỏe hơn là lên được 220 và nhiệt độ của nó cũng thấp hơn. Đấy, con ASEAN này thì hai cái dòng bơm này thì một con hàng bình dân thì giá là 3 triệu đồng với cái tốc độ bơm này cũng cực kỳ là khỏe rồi các bác nhé. Còn con CNC thì không phải bàn rồi. Đấy, em đã test rất chi nhiều lần với các bác ở con CNC rồi. Nói chung trong video này thì em test trực tiếp trên hai bình cùng một lúc. Đấy, và điện của nó thì hai con bật cùng một lúc điện nó cũng sẽ không được khỏe như lúc bơm một con. Nên là các bác nào có thể cân đối giữa hai con này, các bác lấy con nào thì các bác có thể liên hệ ngay thì số điện thoại em để trên màn hình nhé. Thì video của em đến đây cũng xin được kết thúc và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em ạ.